thôi, mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình thì xin được kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm và hướng dẫn các bạn tô tiếp nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.